Phải, có mới về con Honda này, hai cầu rất là đẹp, xài máy dầu Kuta ba máy, bình bọng đầy đủ. Thường thường mấy con Honda này là nó xài máy xăng không à. Mới thấy về có một con xài máy dầu rất là đẹp, đủ đồ hết, hai cầu, nó là nó lái lần 4 bánh lận đó, lái như hai bánh nè, đuôi xới chắc có đuôi xới đầy đủ, chạy dầu nha, máy Kuta, hết nước nằm trong máy luôn, còn đủ đồ hết. Honda này mua về chạy sân vườn hay là xới gì cũng được hết.